Mụn lưng, mụn chân tay do viêm nang lông là vấn đề khiến bạn đang chăn trở. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi sản phẩm sau đây đang được chị em cũng gặp phải vấn đề giống bạn đã giải quyết được qua sản phẩm sữa 8A. Serum mang ngăn mụn lưng, giảm lỗ chân lông. Để tìm hiểu chi tiết hơn, Beauty Insider sẽ review đến bạn dòng sản phẩm này ngay nhé. Đôi nét về thương hiệu. Azema là một thương hiệu dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ Pháp, được thành lập vào năm 1993. Hãng nổi tiếng với các sản phẩm chiết xuất từ lúa mạch với các công dụng chăm sóc phục hồi và tái tạo da sau khi bị tổn thương, sản phẩm chăm sóc da viêm cơ địa, da kích ứng và các sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ. Thành phần trên sản phẩm của hãng đều hoàn toàn tự nhiên và tinh khiết. Mọi sản phẩm của Azema đều đảm bảo tối đa sự tinh khiết cho sản phẩm, không dầu, không hương hiệu, không màu, không cồn và không paraben. Vì vậy mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của sản phẩm. Về thiết kế, bao bì sữa tắm Azema trị mụn lưng gel che header da sau tép. Bao bì và thiết kế của sữa tắm Azema Pháp bao giờ cũng rất đơn giản mà tinh tế với tông trắng là màu sắc chủ đạo. Vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế bao bì như phiên bản sữa tắm Azema cho bé. Sữa tắm Azema trị mụn lưng của Pháp chỉ thay điểm nhấn màu xanh dương thành màu xanh lá trên bao bì. Các thông tin tên, thông tin sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng đều được in trên hai mặt trước và sau của bao bì một cách chi tiết và đầy đủ. Chất liệu chai được làm bằng nhựa với thiết kế dung tích 500ml và có nắp bật mở để lấy dung dịch sữa tắm một cách tiện lợi cho mỗi lần dùng. Về kết cấu, mùi hương, thành phần của sữa tắm trị mụn lưng Azema Gel Che Header da sau tép. Sữa tắm trị mụn lưng Azema Gel Che Header da sau tép có kết cấu dạng gel không màu, trong suốt, không tạo bọt khi thoa lên da, có mùi thơm của sữa nhẹ dịu không gây khó chịu cho người dùng. Thành phần luôn hướng tới sự an toàn và lành tính, đảm bảo sự tinh khiết tối đa. Cụ thể, 5% chiết xuất từ yến mạch HEA3 hoàn toàn tự nhiên và tinh khiết là thần dược của làn da nhạy cảm bởi khả năng lưu giữ độ ẩm tuyệt vời. Bằng cách kích hoạt các phân tử quan trọng nhất trong tế bào da tăng cường hoạt động để hấp thụ nước nhanh và hiệu quả đem đến một làn da láng mịn, mềm mại. Đặc biệt, với bạn nào bị mụn lưng thì yến mạch còn làm giảm sưng tấy với mụn viêm và sưng. Sự kết hợp tinh tế của Lycosi 4.7 và Glycerin 1 có tác dụng ngăn chặn tình trạng khô da, mang đến cảm giác dịu nhẹ cho làn da. Với công thức giàu chất dưỡng da, Glycerin nuôi dưỡng các tế bào da và làm sạch da tận sâu bên trong các lớp biểu bì, mang đến làn da khỏe mạnh từ bên trong. Sản phẩm không có chứa dầu khoáng, hương liệu, không màu, không cồn, không paraben độc hại. Do đó, bạn có thể yên tâm sử dụng cho làn da của mình. Sản phẩm có khả năng tạo bọt, không chứa xà phòng, không chứa dầu khoáng, hương liệu, không màu, không cồn, không paraben độc hại sẽ êm ái loại bỏ tạp chất trên da, không gây kích ứng, không làm tổn thương da, cực kỳ phù hợp với những bạn có làn da siêu mẫn cảm, viêm da cơ địa, dị ứng với xà phòng, da đang bị mẩn ngứa, dị ứng, phù hợp với cả trẻ nhỏ. Mùi thơm dễ chịu cho bạn cảm giác thật nhẹ nhàng và luôn được nâng niu. Công dụng của sữa tắm Azema Gel Che Header da sau tép. Với công dụng trị mụn lưng, hẳn nhiều bạn đang liên tưởng sữa tắm Azema Gel Che Header da sau tép này chỉ phù hợp với da dầu, da mụn, nhưng không. Nó phù hợp với tất cả mọi loại da, nên bạn có da thường, da khô, da hỗn hợp, nhạy cảm thì vẫn dùng được sữa tắm Azema này. Độ pH của sữa tắm này trung tính khoảng 5.5. Sản phẩm có những công dụng chính như làm sạch nhẹ dịu cho da mặt và da body, lấy đi bụi bẩn, mồ hôi, dầu nhờn dư thừa trên da, trả lại vẻ đẹp vốn có của làn da một cách thông thoáng, nhẹ nhàng. Nhanh chóng làm dịu các vùng da bị kích ứng, kháng viêm, ngừa sưng, kích thích đẩy mụn trưởng thành và ngăn ngừa mụn mới hình thành mà không gây khô da. Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da để da luôn mềm mại và ẩm mịn. Chắc chắn đây là một giải pháp tuyệt vời nếu bạn đang gặp những vấn đề về mụn lưng hay viêm lỗ chân lông. Bạn có thể tham khảo mua sản phẩm tại link bên dưới nhé.